Đối với trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh thì sau khi ban kỷ luật thảo luận và đi đến quyết định là áp dụng khoản 3 điều 39 là xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và đã xử phạt đối với Ngô Hoàng Thịnh là 40 triệu đồng và đình chỉ tham gia các giải bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Việc đền bù được thực hiện theo khoản 4 của điều 39. Thì đây là một cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Thứ hai nữa là phải nói là bây giờ phải nói thực tế là đối với Hùng Dũng là cầu thủ bóng vàng, quả bóng vàng, mà đối với bị như hiện nay thì phải nói là cái ảnh hưởng đấy lại đặc biệt nghiêm trọng đến cả đội tuyển của chúng ta nữa. Cho nên là quan điểm của ban kỷ luật là phải áp dụng các hình thức tương ứng để xử lý đối với trường hợp này. Để một là cho Ngô Hoàng Thịnh để rút kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng để răn đe đối với các cầu thủ khác trong quá trình mình thi đấu để làm sao có cái tính chất nó phù hợp hơn. Các cái hiện tượng của thi đấu mà xâm phạm thân thể cầu thủ thì cũng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiên quyết xử lý và cũng coi đó là những cái bài học cho những cái cầu thủ có liên quan trong việc là cái ranh giới mà giữa thi đấu quyết liệt và thi đấu quá quyết liệt quá mức cần thiết, đó là những cái mà cầu thủ cần phải nhận thức được và luôn luôn ở trong cái suy nghĩ là phải có cái suy nghĩ bảo vệ các cái đồng nghiệp. Đó là những người cùng trong một cái giới hoạt động bóng đá với mình và cùng là đồng đội trong đội tuyển quốc gia hoặc là những câu lạc bộ khác nhau. Đối với trọng tài thì vừa qua thì cũng đã có những cái đợt tập huấn để mà phổ biến các cái quy định của luật thi đấu mới. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nhân cái diễn đàn này thì cũng kêu gọi các trọng tài bóng đá Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý đúng luật và kiên quyết trước những cái hành vi mà gây ảnh hưởng đến đối phương bằng các cái thẩm quyền xử lý trên sân, thí dụ như thẻ vàng, thẻ đỏ đúng với mức độ vi phạm, để từ đó tránh cái việc là các cầu thủ tạo nên cái thói quen thi đấu quyết liệt quá mức cần thiết. Nó không những ảnh hưởng đến cái hình ảnh bóng đá Việt Nam mà nó ảnh hưởng đến kể cả đội tuyển Việt Nam khi đi thi đấu ở những trận đấu quốc tế. Thì nếu chúng ta không có một cái thói quen với cái hành vi này bị xử lý cái mức thẻ mà dưới cái mức độ phạm lỗi đó thì nó cũng gây một thói quen xấu cho cầu thủ khi mà họ ra thi đấu quốc tế, có thể là bị những cái thẻ hoặc là bị những cái lỗi mà bị mất người trong thi đấu. Thế do vậy thì đối với trọng tài thì chúng tôi cũng đề nghị là các trọng tài sẽ kiên quyết có những cái xử lý đúng luật và đúng với mức độ vi phạm của các cái lỗi trên sân để từ đó cầu thủ có thể nhận thức được. Thế còn về ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chắc chắn ban kỷ luật đã xem xét rất kỹ những cái trường hợp vi phạm và cũng căn cứ trên các cái quy định của quy định kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xử lý các cái hành vi mà xâm phạm thân thể với cái mức độ đúng với theo đánh giá của ban kỷ luật là đúng với cái tính chất và cái mức độ vi phạm của cái lỗi đó. Thì quyết định của ban kỷ luật thì đồng chí Thành, trưởng ban kỷ luật đã trao đổi với các phóng viên.